đây là vườn thuốc mình này và rất nhiều cây thuốc này đây này đây cây này cây thuốc này cây này cây thuốc này và hôm nay lương y giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái cây thuốc đang đau dạ dày đầy hơi khó chịu ăn khó tiêu ăn không tiêu uống một nắm lá thôi là khỏi luôn cây thuốc rất tốt và đó có tên là cây mần tang đây Hiện tại bây giờ nó đang ra hoa Nhìn nó rất đẹp Đây là cây mần tang Đấy. Ai đau dạ dày cứ lấy Một nắm lá mần tang Một nắm lá mần tang Đu nước uống là khỏi ngay Ngoài ra cây công, công dụng của cây mần tang này Thì nó còn rất nhiều công dụng để chữa bệnh Trước nhất Mình sẽ quay cho các bạn uh biết là cái cây cây mần ta này nó là một cây cây gỗ nó có thể cao tầm khoảng 5 đến 10 mét ở trong rừng nó là cây gỗ to đấy lá của nó thì có mùi thơm và lá nó chỉ bằng to hơn ngón tay cái một tí thôi đấy nó to hơn ngón tay cái một chút Ai đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu Cứ dùng một nắm lá mần tang này thôi là sẽ khỏi ngay triệu chứng đó Chứ còn để chữa bệnh về, về dạ dày Thì nên sử dụng với điều trị những cây thuốc nam nó đã khỏi Thì nên điều trị tầm khoảng 1 tháng đến 3 tháng Nếu có thể nặng phải 3 tháng à, còn Ngoài ra công dụng còn cây mần tang này nó còn trị được cả cảm cúm Đau nhức xương khớp rồi trong cái lá mần tang vỏ mần tang nó còn có cả tinh dầu rất thơm à, cây mần tang này chết à, được tinh dầu và à, cái tinh dầu của cây mần tang thì để phòng phong trừ và trị, trị côn trùng cắn có thể bôi à, tinh dầu mần tang vào da bôi liều lượng vừa phải thì à, đi rừng à thì không có một cái con vắt con à, mũi nào đốt cả à, rồi là cái tinh dầu đấy thì chị à, chủ chị là à, chữa bệnh nữa nó còn chữa được cả bệnh à, về phong, tư, phong tê thấp rồi tinh dầu mần tang thì nó còn à, à, phòng trừ cả côn trùng đây là một cây thuốc rất nhiều công dụng và chữa bệnh rất tốt. Mình cũng đang sử dụng những cái sản dụng những cái dược liệu của cái cây màn tang này. Đó. Và và mình muốn quay để cho các bạn biết về cái cây thuốc. Đây là cây màn tang. Đấy. Và tinh dầu nó rất thơm. Vặt cái lá nó vặt cái lá nó ra vỏ đã thơm rồi. À? Mùi rất thơm. Đấy. Một cây thuốc uh, rất thơm, có tinh dầu này chữa bệnh dạ dày này, đó. Đây là cái cây màn tang uh, mình xin quay cho các bạn biết. Đây. Hoa quả đều uh, làm thuốc được từ thân, uh, rồi là dễ hoa quả đều làm thuốc tốt. Nhưng ai ở dày nên lưu ý cứ uống như mình vừa bảo, Thế là khỏi về bệnh dạ dày không phải uh, uh, có thể phối hợp với cây khác nhưng không cần cứ thể đâu đội cũng uống duy trì là khỏi rồi. Lương Y xin chào tất cả quý vị và các bạn và mình sẽ đi quay cho quý vị và các bạn biết đến những cái cây thuốc khác nữa mà công dụng và mỗi một cây thuốc thì có những công, công, công dụng riêng. Ở đây là cả một cái uh, vườn thuốc uh, hơn hectare của Lương Y và đang thử đang uh, trồng. Còn bên này trong này là những cái cây dòng trong tán rừng. Ở đây là cây cái cái tràm chuyên uh, chữa bệnh tụy. Còn ngoài này là cái uh, dẻo, kim ngân. Sang tiếp bên kia. Tôi xin chào tất cả quý vị và các bạn.